Dạ em xin phép chào cô chú và anh chị. Dạ em cũng xin chân thành cảm ơn anh chị đã ủng hộ cái YouTube hướng xứ Nhật Xuân Lãm. Dạ những sản phẩm em lên anh chị cũng thích món nào anh chị. Nếu anh chị đã xài Zalo, Facebook thì anh chị cũng trực tiếp điện về chụp gửi qua cái Zalo không Xuân Lãm nha anh chị, gốm Nhật Xuân Lãm 0913330469 nha anh chị. Và anh chị mà đã còn không có xài Zalo, Facebook anh chị cũng trực tiếp điện về số này, hay là anh chị là có thể anh chị nhắn tin qua nha anh chị và báo mã sản phẩm nha anh chị. Em sẽ chụp gửi lại cho anh chị. Và em cũng xin chân thành cảm ơn anh chị đã ủng hộ cái YouTube này và chia sẻ cái YouTube này nha anh chị. Dạ bây giờ này em cũng xin chân thành cảm ơn anh chị đã rất là nhiều. Rồi bây giờ này em sẽ lên một cái dĩa nha anh chị. Một cái dĩa này là tùng cúc trúc nha anh chị, tùng cúc trúc nha, tùng cúc trúc anh chị. Dĩa này là viền, là viền sô cô la nha anh chị. Dạ viền là viền xanh nha anh chị, viền là viền xanh. Dĩa này là anh chị về làm cái dầm trà, anh chị về làm dầm trà, anh chị để trái cây trên bàn rất là sang trọng nha anh chị. Đường kính này 31 và cao của này là 6 nha anh chị, đường kính 31 cao là 6. Rồi cái dĩa này em bán cho anh chị là với giá là 420k cái dĩa này, 420k cái dĩa này nha anh chị. Anh chị chốt cho em mã Z18, 420k là cái dĩa này anh chị. Bây giờ này em sẽ bán giảm giá cho anh chị, mỗi sản phẩm là đều là 50-100k nha anh chị. Anh chị chốt cho em mã Z18 420k cái dĩa này. Rồi bây giờ em lên tiếp cái này anh chị. Tiếp chiếc này đường kính này là 31 nha anh chị. Cũng là một cái dĩa họa thiết vẽ hoa nha chị. Đường kính này là 31, cốt này là cốt nặng cốt dày nha anh chị. Đó, cái này là có hai cái đáy chứ không có truyền nha anh chị, không có truyền nha. Cái này là viền hoa nha chị, viền hoa. Đường kính là 31 và cao của này là 6 nha anh chị, cao của này là 6. Rồi cái dĩa này em bán cho anh chị với giá là 290k cái dĩa này. Anh chị chốt cho em mã Z19 290k nha chị, Z19. Rồi em lên cái này, đường kính dĩa này là 32.5 nha chị, đường kính dĩa này là 32.5. Đây là hoa mẫu đơn nha chị, hoa mẫu đơn ha. Rồi cái này là không có truyền nha chị, nó có một cái ký hiệu như thế này chứ còn không có truyền nha chị. Này đường kính này là 32 và ngang của này là 29 nha chị, ngang của này là 29. Rồi chiếc này em bán cho anh chị lên với giá là 430k cái chiếc này, 430k. Anh chị chốt cho em mã Z20 nha chị, Z20 430k, Z20. Rồi em lên cái này anh chị, em lên cái này, dĩa này là một cái dĩa họa tiết vẽ. Cái này anh chị, cái này là dĩa, một cái dĩa xanh ngọc nha anh chị, xanh ngọc nha. Bộ dĩa này em có 5 chiếc nha anh chị. Anh chị nhìn kỹ nè, cái này là dĩa xanh ngọc họa tiết vẽ chim, là vẽ hoa đào luôn nha anh chị. Nói trong này nha, cái này là dĩa này là màu xanh ngọc nha anh chị. Rồi cái này em bán cho anh chị là cái này là dĩa này là đường kính này là 19 nha anh chị. Rồi bộ này em bán cho anh chị với giá là 200k bộ này. Anh chị chốt em mã Z21 nha anh chị. Dạ Z21 nha anh chị, Z21 bộ này 200k, gồm có 5 chiếc nha anh chị, gồm có 5 chiếc nha. À, cái này em có số lượng là 10 chiếc anh chị. À, cứ 40k một chiếc, anh chị chốt bao nhiêu thì báo cho em bao nhiêu nha. Cái này em có số lượng là
10 chiếc. Anh chị chốt cho em mã Z21 nha chị, Z21 nha. Rồi em lên cái này anh chị, em lên hai cái này là hai cái thú nha anh chị, hai cái thú này là bỏ trên cao luôn. Bỏ trên cao luôn. Cái này là tô nha anh chị, tô này đường kính là 11.5 và cao của này là 6 nha anh chị, cao của này là 6. Cái này là hai cái thú này là Imari nha anh chị. Imari nha. Vẽ vàng, những cái dòng Imari là những cái dòng cao cấp nha anh chị. Rồi cặp này em bán cho anh chị với giá là 220k cặp này anh chị. Cái này là có truyện đầy đủ nha anh chị, Imari nha, có truyện đầy đủ 220k. Anh chị chốt cho em mã Z22. Z22 anh chị, 220k Z22. Cái này có mấy cái à? Có bữa đứa đây nhiều lắm mà sao ta? Một dĩa nha anh chị. Cái này em có hai dĩa và cái này em có sẽ có 4 chiếc nha anh chị, 4 chiếc như thế này nha. Mà em bán chị 4 chiếc cái này là cái dĩa này là họa tiết là vẽ anh, cái này là dĩa này hai màu nha anh chị, hai màu nha. Cái này là đường kính này là 17 nha anh chị, đường kính là 17. Rồi cái này em có 4 chiếc nha anh chị, em có 4 chiếc nha. 4 chiếc này em bán cho anh chị với giá là 110k. 110k 4 chiếc dĩa như thế này nha anh chị, 4 chiếc dĩa như thế này có 110k thôi nha anh chị. Anh chị chốt cho em mã Z23. Z23 nha anh chị, 110k Z23. Rồi em lên hai cái này anh chị. Hai cái này là hai cái khác nhau nha anh chị, mà em cùng xong luôn. Đường kính này là 12 nha anh chị và cao của này là 4.5. Rồi cặp này em bán cho anh chị với giá là cặp này em bán cho anh chị 90k cặp này. Anh chị chốt cho em mã Z24. 90k cặp này anh chị, Z24. Rồi cái này em lên, cái này là cái chén nha anh chị, chén là một cái dĩa nha anh chị. Dĩa này là dĩa xưa nha anh chị, họa tiết trong là vẽ vàng luôn. Họa tiết họa tiết trong là vẽ vàng nha anh chị. Đấy, bộ này em có là 2 chiếc, 6 chiếc nha anh chị. Tổng thể em có 6 chiếc và một cái chiếc này nó hơi phai vàng. Vì nha anh chị, cái này 6 chiếc này. Đường kính này là 11.5 và cao của này là 2 nha anh chị. Đó, cái này em có 6 chiếc rồi, em bán cho anh chị 6 chiếc này với giá là 160k. Cái này là dĩa xưa nha anh chị, 160k, gồm có 6 chiếc như thế này, còn chiếc này em bỏ vào luôn nha anh chị luôn nha. 160k anh chị chốt cho em mã Z25. 160k nha anh chị, Z25 nha anh chị, em báo nha anh chị. Có dòng này là dòng xưa nha anh chị, dĩa xưa nó có 1-2 đường lỗ như thế này nha anh chị. Mình cái hàng làm tay nó có 1-2 vết lỗ nha anh chị, đó chị nhận như cái này. Nó có vết lỗi, có 160k, dĩa này là em bán xưa luôn nha anh chị. Đấy, 160k gồm có 6 chiếc. Còn cái chiếc này anh chị nó bị phai nha, nói chung quá tình. Rồi đó, cái này bị phai em bỏ vào luôn nha anh chị. 160k, cái này là tổng thể là 2, 4, 6, 7 chiếc nha anh chị. 160k thành cái 7 chiếc luôn á. Rồi em lên một cái này là một cái chén nha anh chị, một cái chén ngũ sắc nha anh chị. Và cái này là chén là như là một cái chén này là nó nhiều cạnh cũng như là cái cạnh hoa anh chị, viền là viền sô cô la nha, viền sô cô la. Cái này là có truyện đầy đủ nha anh chị. Cái này đường kính này là 12 và cao của này là 6.5 nha anh chị, 12 cao là 6.5. Rồi cái này em bán cho anh chị cái chén này với giá là 60k cái chén này. Anh chị chốt cho em mã Z26, 60k. Ba đứng ngày xuống ngày dưới có 1-2 cô xưa. Rồi em lên cái này anh chị, em lên một cái ly nha anh chị, ly có nắp nha. Như nắp à, như nắp à. Nó lấy ra bỏ đâu nó. Rồi em lên cái này ly, ly có nắp nha anh chị. Đó, ly này có nắp rồi.
Ly này là miệng làm 9.5 nha chị, và cao của này là 6.5. Cái này em bán cho anh chị một cái ly này với giá là 80k. Anh chị chốt cho em mã Z27 nha anh chị, 27 80k Z27. Rồi em lên cái một cái này là một cái tô xưa nha anh chị. Em báo anh chị nha, em báo rõ nha anh chị. Một cái này là một cái tô xưa. Đấy. Này là họa tiết trong ngồi cho mẹ bán chị nói chị. Anh chị nhìn thấy là một cái đường nứt như thế này nha. Một cái đường nứt như thế này. Đó chị, một cái đường nứt như thế này. Cái này em bán cho anh chị với giá là 100k cái tô này. Đó, em đã báo kỹ rồi nha anh chị. Báo kỹ nha. Đó, em sẽ đo đường kính. Đường kính này là 20 nha chị, và cao của này là 7.5. 20 cao 7.5 nha anh chị. Rồi cái tô này bị nứt phần trong. Em bán cho anh chị cái tô này với giá là 100k. Anh chị chốt em mã Z28 nha anh chị. Z28. Rồi em lên tiếp cái này anh chị. À, chiếc này cũng là xưa luôn nha. Chiếc này cũng là xưa nha anh chị. Đó, cái này là phần trong nó bị nứt hai đường nha anh chị. Nói chung là nứt chứ mà cái cốt là cốt nặng nha anh chị, chứ không phải là bỏ vậy nó. Tuy rằng nứt chứ mà bỏ vậy nó không. Đó, nó không có kịp cọp cọp nha anh chị. Đó, nó là hàng xưa. Cái này em báo anh chị đó, cái này là hai đường nha anh chị, hai đường. Đó như thế này. Chiếc này đường kính này là cũng là 21 nha anh chị, và cao của này là 7 luôn nha anh chị, cao của này là 7. Rồi cái này em cũng bán cho anh chị với giá là 110k chiếc này. 110k chiếc này anh chị gì không phải sử dụng, anh chị chân chơi cũng được nha anh chị. 110k anh chị chốt cho em mã Z29 nha anh chị, Z29. 110k Z29. Rồi em lên cái ly hoa anh chị, ly này là ly hoa, cái này ly này có trị nha anh chị. Đường kính ly là 8 và cao của ly là 7 nha anh chị. Đường kính ly là 8, cao là 7. Rồi cái ly này em bán cho anh chị với giá là, ly này em bán cho anh chị 40k cái ly này. 40k cái ly này nha anh chị, anh chị chốt cho em mã Z30. 40k anh chị Z30. Rồi cái này em lên hai cái dĩa này là hai dĩa xưa nha anh chị, hai cái dĩa xưa nha. Hai cái dĩa này hai dĩa ngũ sắc xưa. Chị cái này là một cái dĩa này nó bị dâm phần này anh chị. Nó dâm và nứt luôn nha. Cái này em báo chị dâm và nứt luôn. Đó, chiếc này là bị lỗi phần ngoài nha anh chị, lỗi phần ngoài nha. Đó, rồi, cái này em có hai chiếc như thế này, nói chung hai chiếc này em báo chị lỗi hết rồi nha. Hai chiếc này đều lỗi hết, đường kính này là 16. Và cao của này là 3.5. Thật tình là mấy cái dĩa này anh chìa chân cũng được cho ha. Ở chân rất là anh chị, anh chị gỡ chân. Rồi cặp này bán cho anh chị với giá là 150, 150k cặp này. 150k cặp này nha anh chị đấy. Anh chị chốt em mã Z31. Z31 nha anh chị. Rồi cái này em lên. Cái này anh chị em lên cái chén này là chén hai, một cái chén này là hai màu nha anh chị, đây là chén hai màu. Rồi cái này em có 5 chiếc như thế này nha anh chị, 5 chiếc chén như thế này nha. Chén này là đường kính này là 12 và ngang con này là 11 nha chị. Chén này là hai màu mà cái này là hơi dài nha chị. Hơi dài đi. Hơi dài một xíu nha chị đó. Cái này em có 5 chiếc như thế này, em bán cho anh chị là 100k bộ này. À 100k bộ này nha chị, mỗi chiếc chỉ có 20k thôi. Anh chị chốt em mã Z32. Z32 nha chị. Z32 100k, viên là viên vàng nha chị, 100k. Rồi em lên cái này anh chị, em lên cái này nha. Em lên một cái cặp này là cặp tô rồng nha anh chị, tô rồng nha. Tô này đường kính này là 19.5 và cao là 7 nha anh chị. Rồi cặp này. Đó, cái này là có truyện đầy đủ nha anh chị. Em bán cho anh chị cặp này với giá là 170k cặp này luôn. Ờ lộn. 170. Rồi cái này 160k nha anh chị, xin lỗi nha. 160k cặp này. 160k cặp này nha anh chị. Đấy, cái này là rồng nha anh chị. Đấy, 160k. Rồng, cái này là rồng.
Đó, cái này là họa tiết anh chị có chuyện nha. 160k anh chị chốt cho em mã Z33. Z33 nha anh chị. Z33 160k Z33. Tôi sửa lại cho anh em coi. Z33 nha anh chị, 160k Z33. Rồi em lên cái này là tô nha anh chị. Cái này là tô vẽ họa tiết vẽ hoa. Mà cái tô này là rất là, cái này là nhiều gấp nha anh chị. Cái này là nhiều cạnh nha. Cái tô này là rất là nhiều cạnh luôn. Tô này là nhiều cạnh nha anh chị. Đấy. Cái này em có số lượng là 10 chiếc nha anh chị, 10 chiếc nha. Tô này đường kính này là 16 nha anh chị, đường kính 16. Và cao của này là 4 nha anh chị, 16 cao là 4. Rồi cái tô này em bán cho anh chị mỗi tô này với giá là 50k. Anh chị chốt cho em mã Z34 nha anh chị, 50k Z34. Mấy em có số lượng là 10 chiếc nha anh chị. Cái này là có truyện ký đầy đủ nha anh chị. Họa tiết này vẽ nổi. À, họa tiết vẽ nổi nha anh chị. Truyện ký thì đầy đủ nha anh chị. Đấy, 50k một chiếc nha. 50k một chiếc. Cái này em chốt cho em mã Z34 nha anh chị. Z34 50k một chiếc. Rồi em lên cái này là anh chị, cái này là một cái bình, cái này đường kính này 3.5 nha anh chị và cao của này là 10. Bình này là bình pháp lam nha anh chị, bình pháp lam nha. Bình pháp lam mini nha anh chị, mấy cái này là hàng Âu nha anh chị. Cái này là cái này anh chị để ý nha, có những cái sản phẩm là bây giờ hiện tại họ làm là cái này bằng nó mới màu vàng nha anh chị, cái mà riêng cái này là bằng màu đồng nha anh chị, màu đồng là cái màu đã cũ nha chị, hàng cũ nha, chứ không phải là cái này hàng mới nha chị. Cái này là hàng cũ. Cái này là đường kính này là 4 và cao của này là 10 nha chị. Rồi cái này em bán cho anh chị 480k chiếc này. 480k chiếc này anh chị chốt cho em mã Z35 nha chị, Z35 480k. Rồi cái này anh chị, cái này em có 4 chiếc họa tiết vẽ hoa nha, cái này anh chị vẽ hoa vàng luôn. Anh chị vẽ hoa họa tiết vẽ vàng nha chị. Cái này em có 4 chiếc anh chị. Đấy, 4 chiếc nha anh chị. Rồi 4 chiếc này là đường kính này là 24 nha anh chị, đường kính này là 24. Rồi cái này em bán cho anh chị là 4 chiếc này với giá là 100k. Anh chị chốt cho em mã Z36 nha anh chị, 4 chiếc này có 100k. Những sản phẩm nói chung là hôm nay em lên em cũng sale những chị, em cũng sale giá nha anh chị. Đấy. 100k 4 chiếc này là quá sức rẻ luôn nha anh chị, quá sức rẻ luôn, 4 chiếc này 100k. Anh chị chốt cho em mã Z36. 36 nha anh chị, 36. Rồi cái này em lên một cái bình trà nha chị, bình này là cốt mộc nha chị, cốt mộc mà cái dòng này hoa, cái này là tâm thái dòng men tiêu. Đấy nha chị, dòng men tiêu và cái này là cái này chị, cái này nè. Đấy, cầm như thế này là cái này là hoa nha chị, một cái nấm là hoa nha. Lọc tổ ong. Dung tích là nha chị, dung tích là 300ml. Dung tích là 300ml nha chị. Rồi cái này em bán cho anh chị với giá là 290k cái bình này. 290k cái bình này nha chị. Anh chị chốt cho em mã Z37 nha chị, Z37 290k. Rồi em lên cái này anh chị. Em lên cái này là một cái chén sơn thủy nha anh chị. Một cái chén sơn thủy, viền là viền vàng nha anh chị. Cái này là cốt, này là cốt xưa nha anh chị. Cốt xưa. Cái này em có 5 chiếc như thế này anh chị, 5 chiếc như thế này nha. 5 chiếc này là họa tiết nha anh chị. Đấy. Cái này là có truyện. Đường kính này là 12.5 nha chị và cao của này là 6. Rồi bộ này em bán cho anh chị, cái này chén này em bán cho anh chị mỗi chén này là 100k. Mỗi chén này là 100k nha chị. Anh chị chốt cho em mã Z38, 100k một chiếc nha anh chị, Z38. Trăm ca. Cái này em có, em còn là 5 chiếc nha chị. Cái này còn 5 chiếc nha. Z38. Rồi cái này anh chị, cái này em có là 3 cái ly nha chị. 3 cái ly này đỏ nha. Ly đỏ viền là viền, viền là viền vẽ bàn nha chị. Ly đỏ viền là viền vẽ bàn. Đó gọi là chén ly nha chị. Cái này em có 3 chiếc nha. Đấy 3 chiếc này anh chị. Còn cái chiếc này nó bị dâm. Rồi anh chị chốt thì em sẽ bỏ vào nha chị, dâm cái vành nha. Đây là có truyện đầy đủ.
Đường kính này là 10 nha chị, và cao của này là 6. Cái này anh chị nhìn cái viền vẽ vàng là 24 nha anh chị. Đấy, truyện ký đầy đủ rồi. Ba chiếc này em bán cho anh chị với giá là 100k ba chiếc này. 100k ba chiếc này, anh chị chốt cho em mã Z39 nha. Chiếc này nha anh chị, chiếc này em mở vào luôn nha anh chị đó. Bị dâm như thế này nè anh chị đấy. Em mở vào nha. Đó, anh chị chốt cho em 100k Z 39 nha anh chị, Z39 100k. Rồi cái này em lên một cái cặp này là một cái cặp chén đỏ nha anh chị, một cái cặp chén đỏ. Cặp chén này là vẽ vàng nha anh chị, cái này cặp vẽ vàng. Toàn bộ họa tiết ngoài là vẽ vàng hết nha, chén đỏ truyện ký thì đầy đủ nha anh chị. Cái này đường kính này là 10.5 và cao của này là 6 nha anh chị, cao của này là 6. Rồi cặp này anh chị, cặp này bán cho anh chị với giá là 70k cặp này. Anh chị chốt cho em mã Z40. Dạ em xin phép chào cô chú và anh chị.